sợ ơi ta nói quy trình vận chuyển hàng cấm bây giờ như thế này là coi như yên tâm công tác đi thứ nhất nhắn tin qua lại theo cái văn bản mẫu nhớ dùng viber telegram messenger nha để không có xác định được người gửi tự nhắn cũng được đại ý là em ơi cho anh gửi ít bột mì nhá thuốc tây này về việt nam nhé 10 kg thôi anh gửi em 10 củ em đem về việt nam thì gọi cho anh thằng x số điện thoại y sim rác ấy nó ra lấy nhé Hàng anh đóng gói kỹ càng lắm rồi. Ok anh, anh đóng gói rồi hả? Em không kiểm tra nữa nhé. Bột mì với thuốc chỉ có gì đâu nào. Thứ hai, lúc mà nhận hàng thì cẩn thận quay video chụp ảnh hàng còn nguyên đai kiện niêm phong của bên giao hàng. Sau chẳng may mà bị hốt thì đưa hai bảo bối kia ra bảo công an là Ô, em có biết gì đâu, em chưa kiểm tra hàng mà, còn niêm phong đây nhé. Video nhắn tin đây nhanh nhé. Em không sao nhé, thả em ra đi, em cảm ơn. Ừ, Thôi em về. Thế là xong. Đơn. Luật nhân văn vãi cả đái. Gấp vạn lần Hòa Lan ấy.